Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Người cao tuổi, tập bài này để sống thọ hơn. Y học Mỹ đã công bố. Khởi động trước khi tập luyện bất kỳ bộ môn nào là một trong những phần rất quan trọng khi rèn luyện sức khỏe. Một bài tập khởi động phổ biến là căng duỗi, không chỉ giúp khí huyết lưu thông mà còn kéo dài tuổi thọ cho con người. Theo các nhà nghiên cứu hiện cho biết, cải thiện phạm vi chuyển động và độ dẻo dai thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho con người. Duỗi người. Đây là một bài tập đơn giản và có thể và nên được thực hiện hàng ngày. Đó có thể là những động tác kéo giãn đầu gối, kéo giãn cơ tứ đầu, vung chân, kéo giãn sang ngang hoặc là xoay cánh tay. Duỗi người thì giúp các cơ được thả lỏng, linh hoạt, giúp các khớp được duy trì phạm vi chuyển động đầy đủ. Thông tin này theo trường đại học E. Harvard tại Mỹ. Khi mà các cơ quan không được căng kéo đúng cách, chúng sẽ co lại. Điều này làm tăng nguy cơ đau khớp, căng cơ và tổn thương cho cơ. Nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí y khoa có tên là Scandivan, Journal of Medicine and Science in Sport cho thấy cải thiện phạm vi chuyển động của khớp có thể là bí quyết để có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Nghiên cứu bao gồm 3.139 người trong độ tuổi từ 46 đến 65 sống tại Rio de Janeiro, Brazil. Trong suốt 13 năm trời, những nhà nghiên cứu này đã đánh giá về phạm vi chuyển động của những người tham gia bằng một công cụ đánh giá về độ linh hoạt toàn diện có tên gọi là Flex Test, với mục đích là tìm hiểu xem cái độ linh hoạt có ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người hay không. Flex Test đo lường tốc độ linh hoạt của cơ thể thông qua 20 cử động khớp khác nhau, sử dụng đến mắt cá chân, đầu gối, thân, hông, cổ tay, khuỷu tay và vai. Mỗi một cử động được chấm điểm theo độ linh hoạt, thang điểm từ 0 đến 4, với tổng điểm từ 0 đến 80. Mỗi chuyển động nhận được một điểm số riêng. Cuối cùng thì những số đo đó, số điểm này được cộng lại với nhau để tạo ra một điểm số người ta gọi là Flex Index, xác định độ linh hoạt tổng thể của cơ thể. Kết quả này đã phát hiện ra rằng những người mà có điểm số Flex Index cao hơn có nhiều khả năng sống lâu hơn những người điểm thấp. Cụ thể là ở cả nam và nữ, những người linh hoạt nhất sẽ có tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn khoảng 13% so với những người kém linh hoạt. Trong 13 năm trời theo dõi thì tỷ lệ tử vong sớm ở nam giới 10%, cao hơn ở nữ giới 7%. Cùng với điểm số Flex Index của nam giới thấp hơn 35% so với của nữ. Tác giả nghiên cứu tiến sĩ Claudio G. Arroyo cho biết rằng chúng tôi đã có thể chứng minh rằng độ linh hoạt của các cơ thể cũng có thể liên quan đến khả năng sống thọ đối với nam giới và phụ nữ khi họ đã đến tuổi trung niên. Tiến sĩ Reuben Chen là một bác sĩ chuyên về y học thể thao và y học cổ truyền, đang làm việc tại Mỹ gợi ý. Nếu như bạn không biết nên tập như thế nào, hãy tập yoga. Yoga kết hợp các động tác kéo giãn tĩnh và động là cách hiệu quả để cải thiện phạm vi di chuyển của khớp, đồng thời tăng cường sức mạnh cốt lõi. Bác sĩ Mỹ, chuyên gia về kéo dài tuổi thọ, tiết lộ 3 điều để sống lâu hơn. Tiến sĩ Florian Kormis là một bác sĩ chuyên về kéo dài tuổi thọ, đang làm việc tại Manhattan tại Mỹ, tiết lộ về 3 thói quen lành mạnh hàng đầu mà mọi người nên ưu tiên để sống thọ hơn. 1. Cải thiện giấc ngủ. Bác sĩ Kormis cho biết ngủ kém sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh huyết áp cao,
tăng lo lắng và các tình trạng sức khỏe lâu dài khác. Các chuyên gia khuyên rằng người lớn thì nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Và bác sĩ Cormick khuyên mọi người bắt buộc phải ngủ đủ giấc. Giai đoạn ngủ sâu là khi hoạt động của não chậm nhất và nhịp tim cùng với nhịp thở đạt mức thấp nhất. Cơ thể con người ta lúc này thư giãn nhất trong giấc ngủ sâu. Nó rất cần để phục hồi cơ, xương, mô, tăng cường hệ thống miễn dịch và chức năng nhận thức, loại bỏ độc tố khỏi não. Thứ hai, xây dựng cơ bắp. Bác sĩ Cormick đã nói rằng, với tôi, cơ bắp giống như suối nguồn tươi trẻ. Đó chính là chìa khóa để trường thọ, theo như tờ New York Post đã đăng. Bác sĩ Cormick cho rằng, các nhà nghiên cứu đại học tại Stanford tại Mỹ phát hiện ra rằng, tập luyện sức mạnh sẽ xây dựng mô cơ. Đây là những bài tập tốt nhất để giảm mỡ và duy trì lượng đường ở trong máu. Những bài tập về đặng cơ đòi hỏi nhiều năng lượng và calo hơn để theo thời gian có thể duy trì được. Bác sĩ khuyên rằng nên tập luyện sức mạnh như là tập tạ, ngồi xổm, hít đất ít nhất từ 2 đến 3 lần trong một tuần và ăn đủ đạm để giảm thiểu tình trạng mất cơ. 3. Theo dõi lượng đường trong máu. Bác sĩ Comet khuyên rằng là con người thì nên thường xuyên theo dõi lượng đường huyết, hay người ta còn gọi tắt là gluco. Tối ưu hóa gluco chính là thành phần quan trọng đối với tuổi thọ. Theo như bác sĩ Michael Warhouse, là một giám đốc trung tâm y khoa VV Life, người ở Úc cho biết rằng giữ một mức độ gluco trong phạm vi chặt chẽ là điều cần thiết cho sức khỏe và tuổi thọ lâu dài của một người. Được biết rằng, theo những nghiên cứu thì những người vùng xanh nổi tiếng về họ có thể sống lâu, sống thọ và khỏe mạnh hơn so với những người bình thường cùng một độ tuổi. Là một trong những nguyên tắc sống thọ của họ, đó chính là quản lý gluco, tức là quản lý lượng đường. Duy trì đường huyết khỏe mạnh sẽ giúp con người ta ngăn ngừa các bệnh như là tiểu đường, bệnh tim, bệnh béo phì, dẫn đến cuộc sống của họ lâu dài, khỏe mạnh hơn. Theo đó thì các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ở vùng xanh, những người mà có sức khỏe, sống lâu và sống khỏe hơn thì họ có xu hướng ăn nhiều carbohydrates phù hợp, phức hợp, chất xơ rồi thì protein. Điều này giúp duy trì lượng đường trong máu của họ luôn ở trong trạng thái cân bằng. Ngoài ra thì họ cũng hoạt động thể chất thường xuyên để kiểm soát lượng đường ở trong máu. Theo như trang tin sức khỏe VVL đã đưa tin.